Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SVTV của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tin cực nóng, vợ chồng của ông Dũng Lò Vôi, bà Nguyễn Phương Hằng bắt đầu tung đội ngũ luật sư hùng hậu của mình, hoàn tất thủ tục pháp lý chuẩn bị cho cuộc so gang với Vi Oanh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Hiển, Hèn Ni. Như trong rất nhiều bản tin, những người làm chương trình của chúng tôi đã thông tin đến quý vị nhiều thông tin liên quan trong sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong đó không thể không kể đến việc ông Dũng Lò Vôi, chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, đã chuẩn bị sẵn một đội ngũ luật sư hùng hậu để chuẩn bị cho cuộc chạy đua pháp lý với đám ca nghệ sĩ bẩn và luật sư bẩn, cũng như các cán bộ, chính quyền đang lộng hành, coi thường dư luận bức xúc của nhân dân. Có thể nói rồi đây, khi các cơ quan chức năng mà đặc biệt là Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Dương và các cơ quan công quyền với quyền lực vô biên của mình, với nguyên tắc điều 1 đảng luôn luôn đúng và điều 2 nếu như đảng có sai thì phải xem là điều 1, thì trong thời gian tới đây, việc những thành phần cán bộ quan chức từ trung ương đến địa phương như là Phan Văn Mãi, Võ Văn Thưởng hay nhiều nhân vật khác nằm trong đường dây tổ chức trùm lừa bịp nhân dân này không thể loại trừ bằng những việc chúng sẽ truy cập, gắn ghép và nhằm ép tội cho bà Nguyễn Phương Hằng. Phải nhận từ nguyên nhân cái ba ren từ dưới lên trên, nhưng ít ra thì ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã chứng minh cho người dân trong cả nước thấy được bộ mặt tráo trở của đảng ta. Và muốn làm được những vấn đề này thì trong những ngày vừa qua, đội ngũ luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng đã làm việc tích cực trong việc thu thập các bằng chứng không thể chối cãi trong sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng. Thứ nhất, nếu như các cơ quan chức năng công quyền nói bà Nguyễn Phương Hằng vu khống cho việc đám ca nghệ sĩ bẩn này ăn chặn tiền từ thiện, nhưng các cơ quan chức năng kết luận là không có ăn chặn, không có dấu hiệu khuất tất, thì phải giải trình số tiền gần 4,3 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Trị và Nghệ An mà vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên, tên cầu thủ Công Vinh, đến giờ phút này vẫn chưa thể giải trình được. Nó đang nằm ở đâu? Đang nằm trong tay ai? Hay là giải thích về những hoạt động của tên nam MC bố đầy Trấn Thành? Kêu gọi tiền từ thiện, song không đi phát tiền từ thiện mà chuyển cho người khác. Phát tiền từ thiện mà vẫn còn giữ lại số tiền hàng chục triệu đồng để lại trong tài khoản của mình, thì đó là hành động gì mà không phải là ăn chặn tiền từ thiện? Còn như tên nghệ sĩ hài, chúng ăn chặn tiền từ thiện Hoài Linh, thì đó lại là một vấn đề khắc phục hậu quả, chứ đó không phải là một vấn đề đi làm từ thiện sau khi có sự bức xúc của dư luận nhân dân. Vấn đề thứ hai là đối với nữ ca sĩ Vi Oanh, nếu nói bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, vậy các trang báo như giáo dục.net, báo điện tử VTV, báo điện tử Zing News đã có hàng loạt những tin bài đăng tải nói về bà nữ ca sĩ Vi Oanh này giật chồng và cặp kè với các đại gia moi tiền, và đặc biệt là hoạt động trong đường dây gái bán hoa cao cấp. Vậy thì khi xử bà Nguyễn Phương Hằng thì bà Nguyễn Phương Hằng một mực khẳng định là những thông tin này tôi đọc trên báo chí chính thống của Đảng và Nhà nước. Vậy thì báo chí chính thống của Đảng và Nhà nước vu khống hay là bà Nguyễn Phương Hằng là người vu khống? Nếu nói bà Nguyễn Phương Hằng vu khống thì chính các tòa án Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là đơn vị ép buộc nhân dân trong cả nước này không được tin vào các tờ báo của Đảng. Thứ ba là các cơ quan chức năng phải giải trình cho bằng được câu hỏi tại sao việc các cá nhân điển hình như là ông Đức Hiển, Hèn Ni, Vi Oanh chính là những nhân vật gây gổ và xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng trước, cũng như có những hành động không thể chấp nhận đối với bà trong thời gian vừa qua. Trong khi đó thì những nhân vật này lại là những nhân vật nổi tiếng và có hiểu biết đầy đủ về pháp luật, nhưng họ bất chấp pháp luật và xúc phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng, và bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã có đơn thư gửi cho các cơ quan chức năng. Vậy tại sao không được xử lý? Có vấn đề gì khuất tất đang nằm ở đây? Còn rất nhiều vấn đề nữa mà các cơ quan chức năng cần phải trả lời mà đội ngũ luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho phiên tòa tới đây. Và như vậy là tất cả mọi việc đã rõ, việc bắt nhốt hay thả ra, vấn đề nó không còn nằm ở chỗ đúng hay sai nữa, mà nó nằm ở chỗ là sự lưu manh bịp bợm của các cơ quan chức năng chính quyền hiện nay. Cao tới đâu liên quan về vấn đề này thì mới đây trên trang báo Vietnamnet số ra ngày 30 tháng 9 năm 2022 đã đăng nội dung tin bài bà Nguyễn Phương Hằng được gia đình mời luật sư nổi tiếng để bào chữa. Thì nội dung của trang báo này đã đưa tin là để bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng thì gia đình mời đến 3 luật sư, trong đó có một người nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh từng là người bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong vụ ly hôn nghìn tỷ và vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
do bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam thực hiện, vẫn đang được cơ quan điều tra để bổ sung, để bào chữa cho bà Phương Hằng, thì gia đình bị can này đã mời 3 luật sư bào chữa, trong đó có một người nổi tiếng tại Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Vị luật sư này từng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong vụ ly hôn nghìn tỷ với bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Trước đó, sau khi nghiên cứu hồ sơ do cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến thì Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trả hồ sơ vụ án đề nghị điều tra bổ sung. Theo đó, thì Viện Kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vai trò đồng phạm, xem xét việc nhập án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an tỉnh Bình Dương khởi tố nhằm để giải quyết vụ việc một cách triệt để. Nhưng trên thực tế thì cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhìn thấy các cáo trạng mà cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến Viện Kiểm sát thì Viện Kiểm sát xem xét là không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm nên chuyển giao lại hồ sơ cho cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại điều tra từ đầu để mục đích là nhằm gắn ghép những đối tượng được cho là đồng phạm với bà Phương Hằng, tức là những người chuẩn bị máy quay cho bà Phương Hằng, livestream trong các buổi livestream để nhập vào, để cho đủ yếu tố cấu thành tội phạm đối với bà Phương Hằng, để dồn ép bà Nguyễn Phương Hằng phải ngồi tù trong thời gian tới đây. Theo hồ sơ của vụ án, thì từ giai đoạn tháng 3 năm 2021 đến khi khởi tố bắt tạm giam tháng 3 năm 2022, thì bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng các nền tảng mạng như là YouTube, TikTok, Facebook để thực hiện các buổi livestream. Bà Phương Hằng bị cho là đề cập đến nhiều nội dung, nhiều vấn đề cá nhân của người khác. Nhưng trong thực tế thì những vấn đề mà bà Nguyễn Phương Hằng đề cập đến thì lại bóc phốt. Thế nhưng, các cơ quan chức năng thì lại xác định các buổi livestream đó là của bà Nguyễn Phương Hằng đã xâm phạm đến bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của một số người. Đơn cử như bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là bà ca sĩ kiêm hành nghề kế điếm Vy Oanh, ông Võ Hoài Linh, tức là trùm ăn chặn tiền từ thiện Hoài Linh, và bà Đặng Thị Hàn Ni, tức là bà nhà báo hết thời Hàn Ni. Nhưng trên thực tế thì đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh là ca sĩ Vy Oanh thì không phải là bí mật đời tư nữa mà các trang báo chí chính thống của chính đảng và nhà nước đã đăng tải nội dung tin bài liên quan đến bà ca sĩ Vy Oanh này. Còn ông Hoài Linh, tức là ông nghệ sĩ hài trùm ăn chặn tiền từ thiện Hoài Linh, thì tôi cũng khỏi bàn đến liên quan đến những sự việc của ông nghệ sĩ hài trùm ăn chặn tiền từ thiện Hoài Linh. Thì trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ rất rôm rả về vấn đề này, sự việc tên hài Hoài Linh cấu kết với tên thần y lừa bịp Võ Hoàng Yên, hoạt động tổ chức mê tín dị đoan, đồng bóng và hành động ăn chặn tiền từ thiện của tên nghệ sĩ hài, trùm ăn chặn tiền từ thiện Hoài Linh này, thì đến đây không nói ra khán giả và người dân trong cả nước đã nhìn thấy rõ vấn đề này. Riêng đối với bà nhà báo Đặng Thị Hàn Ni thì tôi cũng khỏi bàn đến trong thời gian vừa qua. Người đầu tiên gây gổ với bà Phương Hằng chính là nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. Mà trong thực tế thì bà Phương Hằng cũng đã có rất nhiều đơn gửi đến các cơ quan chức năng để xem xét xử lý về sự việc của bà, nhà báo Hàn Ni này, mà nhà báo Hàn Ni đã xúc phạm đến bà Nguyễn Phương Hằng trước tiên. Bà nhà báo Hàn Ni còn công khai chống phá quỹ từ thiện hàng hữu của bà Phương Hằng được do chính các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước là công nhận quỹ từ thiện hàng hữu này là quỹ từ thiện hợp pháp. Sau đó thì những cá nhân nói trên đã tố cáo bà Phương Hằng tại cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bình Dương. Nhưng về vấn đề này thì khán giả và người dân trong cả nước đã nhìn thấy rõ là có sự câu kết chung chi giữa đám ca nghệ sĩ bẩn, luật sư bẩn, nhà báo bẩn với các cơ quan chính quyền, nên các cơ quan chính quyền đến nay mới bắt bà Phương Hằng để tiến hành điều tra, để khởi tố vụ án. Nhưng trên thực tế, trong quá trình điều tra thì bà Phương Hằng đã có khai báo những thông tin liên quan đến đời tư của những cá nhân khác, trong đó có các cá nhân như trên thì bà đã nhìn thấy trên trang báo. Đưa tin rất cụ thể về vấn đề này và các trang báo này là các trang báo chính thống của Đảng và Nhà nước, chứ không phải là những trang báo lá cải viết về những nhân vật này một cách rõ ràng. Nhưng đến nay thì các cơ quan chức năng lại phủ nhận về những bài báo này và mục đích là ghép tội cho bà Phương Hằng. Đồng thời trước ngày xét xử vụ việc của bà Phương Hằng thì các cơ quan chức năng báo chí lại lấp liếm và phủ nhận hoàn toàn những thông tin được xác thực trên các trang báo chính thống của Đảng và Nhà nước. Trong khi những trang báo, những bài báo này thì vẫn còn nguyên đó, các cơ quan điều tra cho rằng là cá nhân của bà Phương Hằng và các tài khoản mạng trên trang Facebook, YouTube, TikTok mà do bà Nguyễn Phương Hằng lập ra được nhiều người biết đến và lượng theo dõi lớn nên từ đó cho thấy bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm là do có nhiều người theo dõi của bà Phương Hằng. Do đó, việc bà Phương Hằng tổ chức livestream nói về nhiều chủ đề, đề cập đến thông tin đời tư của nhiều người khác, khi thông tin đó chưa được kiểm chứng, xác thực, đã gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của những cá nhân đó.
Trong khi đó, thì những cá nhân như bà ca sĩ Viu Anh, bà nhà báo Hèn Ni, ông Đức Hiển hay ông nam ca sĩ thất học cắt tóc rải tay đổi đời Đàm Vĩnh Hưng. Tên hề Hoài Linh hay như ông nam MC bố đời Trấn Thành hay như vợ chồng bà nữ ca sĩ Thủy Tiên, tên cầu thủ Công Vinh đều là những nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn trên trang xã hội. Nhưng nhiều vấn đề liên quan đến 8 ca nghệ sĩ bẩn này thì các cơ quan chức năng lại không xem xét và xử lý. Đồng thời, các cơ quan chức năng cảnh sát điều tra cũng đã làm rõ vai trò các khách mời liên quan đến các buổi livestream của bà Phương Hằng tham gia thảo luận, có những phát ngôn về những người khác nhưng trên thực tế trong thời gian vừa qua. Khi tiến hành điều tra đối với những người này thì các cơ quan chức năng cũng không đủ căn cứ để xử lý về vấn đề vi phạm pháp luật của các cá nhân này. Vì trong thực tế họ là những người tham gia làm việc cho bà Nguyễn Phương Hằng. Thì bà Nguyễn Phương Hằng bảo họ chuẩn bị máy quay cho bà Phương Hằng livestream. Thì họ chuẩn bị máy quay và họ không liên quan gì đến sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng đến nay thì các cơ quan chức năng sau quá trình đối lý với bà Nguyễn Phương Hằng thì lại lấp liếm xảy ra một số sự việc mà khiến cho khán giả và người dân trong cả nước không khỏi nực cười. Và trong thời gian tới đây thì ông Dũng Lò Vôi với đội ngũ luật sư của mình sẽ tiến hành xử lý về vấn đề này khi phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng xảy ra trong thời gian tới đây. Và quý vị đừng quên bấm like, share, đăng ký kênh để đón nhận những thông tin mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.